Chào các bác nhé. Hôm nay ngày 6 tháng 9, em tiếp tục giới thiệu cho các bác một chiếc bếp ga, mã số là 693, mức giá là 2 triệu bao ship toàn quốc các bác nhé. Vâng, đây là một chiếc bếp ga mặt men, nốt nhấn, thương hiệu Rinnai các bác. Một chiếc bếp ga Nhật bãi đã qua sử dụng nhưng đang còn rất là ok các bác nhé. Chất lượng là mặt men các bác ạ, men chịu nhiệt chống xước. Bây giờ em sẽ test bếp cho các bác xem nhé. Bếp này thì gồm có hai lò nướng các bác nhé, hai bếp trên và một lò nướng bên dưới. Đấy, mã số là 693 các bác nhé. Bếp sử dụng hai quả pin đại đánh lửa này, lắp chiều dương ở ngoài, chiều âm ở trong. Hai quả pin này đánh lửa được khoảng 4 đến 6 tháng. Trong một năm các bác cần khoảng 3 cặp pin như này mà thôi. Chúng ta dễ dàng mua pin được ở các cửa hàng điện tử hoặc các cửa hàng tạp hóa ở gần nhà. Đấy, bây giờ em mời các bác xem bếp bên trái này. Đấy, ngọn lửa rất là to xanh và đẹp các bác nhé. Rất là to xanh và đẹp, không bao giờ bị đen nổi các bác. Cháy triệt để ga, tiết kiệm đến 30% lượng ga cho các bác. Đấy, em test bếp bên phải cho các bác xem này. Vâng, lửa cực kỳ xanh đều đẹp các bác nhé. Không đen nổi, cháy triệt để ga, tiết kiệm 30% lượng ga. Ok, bây giờ em test đến lò nướng cho các bác xem. Lò nướng các bác nhé. Lò nướng này thì lửa cháy bên trên, hấp nhiệt xuống bên dưới, lửa không tiếp xúc trực tiếp với đồ ăn. Chất lượng đồ nướng rất là ngon, tiêu chuẩn của Nhật các bác nhé. Với một chiếc lò nướng như này thì các bác có thể nướng được 6 đến 8 lạng tôm trong cái thời gian là 15 đến 20 phút các bác nhé. 15 đến 20 phút xong rồi các bác om cho khoảng 5 phút nữa, các bác hãy mở ra. Đấy, đây là cái nắp thông hơi lò nướng này các bác này. Đấy, đối với bếp ga Nhật thì các bác biết rồi, nó rất là an toàn, bởi vì là nó có hệ thống cảm biến nhiệt ở đây bác này. Khi các bác nấu ấy thì đáy nồi nó sẽ cảm biến nhiệt này, nó chạm vào đáy nồi, đặt nồi lên nó chạm vào, nó đo nhiệt độ đáy nồi. Ví dụ nồi cạn nước, đáy nồi nóng lên bất thường ấy thì nó sẽ báo về IC và tự động cắt ga khóa lửa các bác nhé, khóa ga cắt lửa đi. Nó chống cháy nồi, chống cháy nổ rất là an toàn. Đấy, ngoài ra thì nó có cái cảm biến lửa ở đây nữa các bác này. Ở trường hợp khi mà các bác đang bun lửa bé ấy, mà gió làm tắt lửa ấy, thì sau 7 đến 10 giây cái cảm biến lửa nó sẽ nhận biết được là tắt lửa rồi, thì nó sẽ tự động khóa ga lại. Nó tránh trường hợp là lửa thì tắt rồi mà ga cứ phun đầy phòng bếp các bác nhé. Đấy là nó rất là nguy cơ hỏa hoạn cao. Chiếc bếp này rất là an toàn, độ bền cao, nói chung là hàng Nhật thì các bác yên tâm đúng không ạ. Các bác sẽ thấy được cái bộ chia lửa của nó đây này. Đây các bác nhé, nó sẽ là những cái hợp kim nhôm chịu nhiệt các bạn, chịu nhiệt. Đấy, mặc dù là đã qua sử dụng lâu rồi nhưng mà nó không bị biến dạng các bác nhé. Chịu nhiệt rất là tốt, độ bền lên đến vài chục năm. Và nhiều khi là bếp hỏng rồi nhưng cái chia lửa này của nó không hỏng. Thế còn đối với các bếp thường ấy các bác nấu 1-2 năm mà bác đưa ra các bác gõ như lấy kim, lấy cái đầu búa các bác gõ nhẹ thôi, khi nó rụng như than rồi các bác. Và cái bếp này thì bên em bán 2 triệu bao ship các bác nhé. Cách thức mua hàng thì các bác cọc cho bên em 300 đến 500 nghìn. Sau đấy bên em sẽ gửi vào tận nhà cho các bác. Các bác mở hàng rồi các bác đồng kiểm tra với shipper. Và các bác thanh toán nốt số tiền còn lại giúp bên em. Và chế độ bảo hành của chiếc bếp này là 1 năm các bác nhé. Giá 2 triệu là bao ship rồi cho các bác. Đấy, rất là ok. Một chiếc bếp ga Nhật bãi mặt men nốt nhấn thương hiệu Rinnai. Đấy, tiết kiệm ga này đến 30%, lửa xanh không đen nồi. Đấy, tự động tắt bếp khi nồi cạn nước, tự động khóa ga khi lửa tắt. Ngoài ra còn có lò nướng các bác nhé. Khi các bác nấu bên trên thì các bác bên dưới chúng ta có thể thêm một món nướng, làm cho bữa ăn nó thêm đa dạng phong phú các bác nhé. Ok, và em xin cảm ơn các bác. Các bác kết chiếc bếp nào thì gọi điện cho bên Nhật bãi Tuyến Toàn theo số điện thoại 0358658855, hoặc các bác nhắn tin Zalo cho bên em 0358658855. Em xin cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ạ.